tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai. Sáng nay 25 tháng 1, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm và tặng quà Tết đồng bào các dân tộc thị xã Sapa. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và thị xã Sapa. dịp này đồng chí Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành đã cho tặng quà Tết cho 196 người có uy tín và đại diện hộ nghèo trên địa bàn thị xã Sapa phát biểu với đại diện đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc sapa đồng chí hầu alan khẳng định đảng nhà nước các cấp ngành địa phương luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc cả nước nói chung thị xã sapa nói riêng thông qua các chương trình dự án chính sách và dành nguồn lực đầu tư nâng cao đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước Đồng chí mong muốn những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng, lắng nghe thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, phản ánh đến cấp ủy chính quyền để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Với những hộ nghèo phải nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm. Hiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhất là ở thị xã Sapa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống sản xuất của người dân bà con cần nỗ lực trong công tác phòng chống rét bảo vệ sức khỏe đồng thời chăm sóc tốt cho đàn gia súc hạn chế thiệt hại